Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng mình sẽ lại cùng nhau tô màu cho các bức tranh nha. Và bức tranh của mình hôm nay sẽ là về một chiếc giường. Mình nghĩ đây là một chiếc giường cho em bé nên là trông rất là đáng yêu. Mọi người cùng mình tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ tô cái mặt trăng và những ngôi sao để trang trí nha. Mình làm mây thì mình sẽ để làm màu trắng, giống như những cục bông gòn này. Hả? Nhìn đỏ chứ. Ừ nha. Đói tí về nó bánh kem. Bánh kem để lâu nó cũng hỏng, mai chị thì không ở nhà. Ăn nốt không? Nhưng cứ độ tầm người ăn cơm. Chốt thế nhá. Tiếp theo thì mình sẽ tô phần khung giường. Bây giờ thì mình sẽ tô màu cho họa tiết con gấu ở trên gối. Bây giờ thì mình sẽ tô màu cho những chiếc gối. Mình sẽ sử dụng là màu hồng để tô nha. Và mình đã tô màu xong bức tranh tô màu rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.